Shop hàng Nhật Đồ Điện xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2021. Em lên sóng một chiếc máy lọc không khí Daikin trứng. Một con máy được rất nhiều các bác chuộng. Trông thiết kế nhỏ gọn, tròn tròn như quả trứng ạ. Con này thì hình thức nó như clip các bác nhé. Vỏ đã ngả vàng, em bán giá rẻ cho các bác nào không quá cầu kỳ. Và màu vàng này thì thôi ta bán, ta dùng coi như nó là máy màu vàng. Con này em bán là 1.600.000, giá 1.600.000 các bác nhá. Đi kèm màng lọc mới và đổi nguồn. Đấy. Mọi chức năng hoạt động ok, ngon lành, vỏ chỉ màu vàng thôi, chứ còn không có vấn đề gì đâu ạ. Đấy, đây bán lỗ là có thật các bác nhá, chứ không phải là lúc nào cũng buôn bán có lãi đâu ạ. Đấy. Con này là MCK40L, công suất 32W. Đấy. Daikin trứng. Con này các bác dùng cho phòng khoảng 15 đến 20 mét vuông. Bên riêng này là bình nước buồm các bác nhé. Đấy, bình nước buồm nhé. Trong là màng tạo bọc. Con này em bán là 1.600.000, giá tặng kèm đổi nguồn và màng lọc mới, chưa có phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ, không cần gì phải cao sang cả các bạn. 1.600.000 với cả một cái máy 5-6 triệu thì thực ra nó chỉ khác nhau về cái hình thức thôi, chứ còn về công nghệ lọc thì vẫn một cái màng HEPA này hết ạ. Một con MCK70 thì cũng qua cái màng này. Đấy. Máy Panasonic 5-6 triệu thì cũng chỉ qua cái màng này thôi. 1.600.000 các bạn nhé. Nếu mà hình thức mà trắng đẹp thì cũng gần 3 triệu đấy ạ. Rẻ đi một nửa. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.